Hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh YouTube Chung The Channel. Và đây là buổi tập thân trên thứ hai của mình. Mình đặt tên đây là buổi upper 2. Và theo cái lịch trong một tuần tập 4 buổi một tuần của mình ý, thì đây là buổi thứ tư. Nghe là thường là buổi cuối tuần. Đợt này mình ra video hơi chậm, tại vì tuần vừa rồi mình bị cúm mất 3 hôm 3 đến 4 hôm không đi tập được. Và như ngoài Hà Nội đang có cái dịch cúm mùa hay sao ấy, bạn bè mình bị rất là nhiều, người thân bị cũng rất là nhiều. Thì cái buổi tập thân trên thứ hai này mình có thay đổi một chút. Cái bài đầu tiên mình quay lại một cái bài khá là quen thuộc ngày xưa mình hay tập, đấy là bài overhead press, hay là đẩy vai với cả thanh tạ ở tư thế đứng. Cũng như những bài khác thôi, mình bắt đầu khởi động với mức tạ bằng 0. Nhưng thực ra mức tạ là khoảng 20 cân, tại vì cái thanh ba này là 20 cân. Ngày trước cái đợt đỉnh điểm mình đẩy cái bài này thì được là 70 cân one rep max. Lúc đó trọng lượng khoảng tầm 60-61 cân gì đấy. Và trong buổi hôm nay thì mình chỉ dám tập với cái mức là 40 cân thôi. Và cái set đầu tiên mình tập 40 cân nhân 10 lần. Và có một lưu ý trong bài tập này, mình ngày xưa cũng mắc rồi, đấy là cái việc gồng kho nó không tốt. Và gồng kho ở đây cụ thể là chúng ta phải giữ được cái phần xương chậu, phần lồng ngực, nó phải giữ được ổn định. Khi hai phần này ổn định rồi thì cái chuyển động của chúng ta rất là mượt và cái phát lực nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Và một cái mẹo để giữ cho cái phần xương chậu nó ổn định ấy, nhất là với những bạn bị ít vịt, thì chúng ta nên hơi gập gối một chút, hay người ta gọi là soft knee. Nghĩa là gối mình không khóa chặt mà mình sẽ hơi để nó gập nhẹ một chút. Cái nữa là chúng ta phải luôn luôn cảm giác được gót chân ở trên mặt đất. Và một cái nữa, đấy là cái việc gồng co, luôn luôn cảm nhận được cái vùng bụng nó đang được kích hoạt để giữ cho cái thằng lồng ngực và thằng xương chậu nó được ổn định. Và trên thực tế mỗi người sẽ có một kiểu gồng, một kiểu giữ ổn định khác nhau. Bạn nên chọn một kiểu gồng, một kiểu giữ ổn định đấy xuyên suốt cái quá trình tập của mình. Tại vì khi mình có một kỹ thuật nó xuyên suốt quá trình tập ý, nó giữ ổn định ý, thì mình dễ tính toán cái sự tiến bộ trong bài tập hơn. Hơn là cái việc mỗi buổi bạn lại có một cái kỹ thuật nó khác, lúc thì cong lưng, lúc thì không cong lưng, lúc thì khóa cùi chỏ, lúc không khóa cùi chỏ. Như thế rất khó để tính toán cái mức tạ trong tất cả các bài. Bài đẩy vai này mình tập 4 set thì set cuối cùng mình hạ 10% mức tạ và đẩy đến khi thất bại thôi. Hai bài tiếp theo mình tập dạng be set, có nghĩa là tập bài này xong nghỉ, xong sang bài bài khác. Hay còn gọi là kiểu tập bài A1 xong nghỉ, xong sang bài A2, xong rồi nghỉ, lại quay cái bài lại cái bài A1. Thì bài đầu tiên này mình lại vẫn chọn biến thể kéo ngang. Lần này mình vẫn tập trung vào phần cơ xô. Thì khi tập trung phần cơ xô thì cánh tay của mình chuyển động, lúc kéo về nó sẽ sát với thân người và không đi quá xa khỏi thân. Thì cái điều này giúp cho phần cơ xô nó được tập trung vào nhiều hơn. Và trong buổi hôm nay mình có tăng tạ nhẹ một chút so với buổi trước. Thì cái hiệp đầu tiên mình tập 115 pound nhân 6 reps. Những hiệp sau mình tập 95 pound với 10 reps. Mình kết hợp với cái bài kéo ngang này là cái bài đẩy ngực tạ đơn. Và mình chọn cái độ dốc là 15 độ. Và cái buổi sau, có nghĩa là cái buổi thân trên 1, thì mình sẽ chọn cái độ dốc nó cao hơn là 35 độ. Với độ dốc càng cao thì bạn sẽ càng đẩy nó khó hơn, nó sẽ càng vào vai nhiều hơn và vào những cái vùng ngực phía trên nhiều hơn. Tăng tạ nhẹ mình đẩy qua 32 cân nhân 7 rep. Hình như tuần trước mình đẩy 28 cân hay sao ấy. Ở những hiệp sau mình hạ xuống 28 cân nhân 11 reps và 26 cân nhân 13 reps. Cho những bài tiếp theo mình tập bài machine chest fly, hay gọi là bài banh ngực. Ở bài này nhá, cá nhân mình sẽ muốn để cái phần upper back hay phần trên ấy, nó không chạm vào ghế, để cho cái phần bả vai nó được di chuyển cách tự nhiên hơn. Hay cụ thể hơn là chuyển động protract nó được diễn ra tự nhiên hơn. Mình sẽ chỉ để phần lưng dưới chạm vào ghế để giữ ổn định cho bài tập này. Và ở bài tập này mình tập với cả 2 set. Mỗi set nó rơi vào khoảng 15 đến khoảng 15 rep hoặc 12 rep. Trong những bài chest fly này mình sẽ tập trung vào cái việc co ngắn hết cỡ cái phần cơ ngực, có nghĩa là hai cánh tay đưa về sát nhau hết cỡ. Thường ở những cái bài đẩy ngực nó sẽ thiếu cái kiểu co ngắn hết cỡ này. Rồi tiếp theo lại là bài kéo ngang nữa. Như là này các bạn thấy nhá, mình hơi nghiêng về phía trước một chút. Tại vì sao? Cái biến thể nghiêng về phía trước một chút như này này, nó hơi giống với cả biến thể mình ngồi ở ghế và mình kéo lap bull down một tay ấy. Thì mình hơi lười vác cái ghế ra để setup.
thì mình ngồi nghiêng một góc khoảng tầm 45 độ này để kéo. Thì việc kéo mà cánh tay nó sát với thân người nhau vai sau hay là nhóm vào upper back, cơ hay cơ lower back nhiều hơn, middle trap hay là rhomboid, thì bạn sẽ để tay nó cao hơn và đi cái góc cánh tay nó ra sau nhiều hơn. Và chắc chắn mình sẽ làm một số cái video nói về cái việc góc để tay để kéo làm sao cho vào những nhóm cơ mình mong muốn. Mình thực hiện 2 set cho bài này, mỗi set tập 12 rep. Các bạn lưu ý ở bài này mình không thả tay tự do phía trước lúc mà thả tạ ra nhé, mà mình vẫn phải luôn luôn kiểm soát cái giai đoạn nó đưa tay phía trước. Bài tiếp theo mình tập đấy là bài Butterfly Dumbbell Raise. Các bạn có thể xem cái bài này mình cũng từng hướng dẫn rồi, mình sẽ để link ở bên phía trên. Đây là một bài tập cực kỳ tốt cho vùng vai, nhất là vai giữa, vùng trap và vùng nhóm cơ anterior serratus. Mình khuyên bạn nào mà chưa có bài này trong giáo án thì nên cho bài này vào, hoặc là thay cái bài này cho cái bài dumbbell lateral raise. Đây là bài rất tốt cho cái tư thế thân trên của bạn và tốt cho toàn bộ vùng khớp vai nữa. Hai bài cuối mình tập tay trước và tay sau, mỗi bài mình tập một set thôi, nhưng mình tập với cái dạng là drop set. Thì trong cái drop set này mình sẽ tập tổng cộng là 3 cái mini set, nghĩa là những cái set nhỏ. Mỗi lần mình hạ tạ khoảng từ 5 đến 10%. Hiệp đầu thì mình sẽ tập vào khoảng 12-15 rep. Những hiệp sau thì mình cứ cố thôi, chắc được khoảng từ 6-8 rep mỗi hiệp. Thường những cái bài về cuối này mình sẽ tập trung nhiều vào dạng isolate, nghĩa là nhóm bài đơn khớp, và mình sẽ tập đến ngưỡng thất bại hay ngưỡng failure. Rồi, đây là cái bài mà mình dùng để cool down ở cuối buổi tập. Thì mình sẽ treo người trên một thanh xà nha, và dùng phương pháp thở của bên PRI. Cái này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn ở những video khác. Và một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giây phút này. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn nút đăng ký để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo nhé. Và nếu các bạn có bất cứ yêu cầu nào về cái làm video ấy, về kiến thức, các bạn hãy cứ comment bên dưới. Và một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series này. Xin chào và hẹn gặp lại.